nên chúng ta phải biết tiết kiệm thời gian. Sau đây mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về cách bắt đầu tiết kiệm thời gian. Mong rằng sau khi các bạn nghe xong câu chuyện này, có thể học được cách tiết kiệm thời gian cho riêng mình và cho người khác. Câu chuyện có tên Bài học tiết kiệm thời gian của Bác Hồ. Tác giả của bài viết là Ngô Mai, trích từ nguồn tin tạp chí Thanh Niên số 19 tháng 5 năm 2018. Một ngày tháng năm lại về, cả nước hân hoan đón mừng sinh nhật Bác, vị trai già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời người luôn dành trọn tình yêu thương cho quê hương đất nước. Bác luôn quên mình vì dân tộc, luôn nghĩ cho đồng bào. Với Bác, đức tính tiết kiệm thời gian đã rất quý báu. Ở người, luôn quý trọng và sử dụng có hiệu quả thời gian bằng cách sắp xếp kế hoạch cụ thể, chi tiết và tác phong hiện đại để sao cho không lãng phí thời gian một cách vô ích. Người luôn cẩn mẫn, tận dụng thời gian làm việc. Tiết kiệm thời gian của Bác không chỉ là tiết kiệm cho mình mà còn không để lãng phí thời gian cho mọi người. Câu chuyện thời gian quý báu lắm là một trong những cách thể hiện đó. Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại nghĩa tốt nghiệp khóa 5 trường huấn luyện cán bộ Việt Nam, người thẳng thắn góp ý. Trong giấy mời, nói tới đây là 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người vẫn chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm. Trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí cấp tướng đến làm việc với Bác, sai hẹn mất 15 phút. Tất nhiên là có lý do, mưa to, suối lũ, ngựa không qua đường, bắt bạc. Chú làm tướng mà đi chậm mất 15 phút, thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng đi sai bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên chú đã không giành được chủ động. Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi, chú đến chậm mấy phút? Thưa Bác, chậm 10 phút ạ. Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây. Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Vì vậy, thường không bao giờ phải để bất cứ ai đợi mình. Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh chị em trí thức. Lúc đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. Tin vui đến là náo nức cả lớp học. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Bỗng chuyển trời đột ngột, mây đen ùn ùn kéo tới, rồi một cơn mưa dồn dập, xối xả, tối đất, tối trời. 2-3 tiếng đồng hồ không dứt, ai cũng suýt xoa tiếc rẻ. Mưa thế này, Bác đến sao được nữa, trời hại quá. Giữa lúc trời đang trút nước, lòng người đang thất vọng, thì từ ngoài như lớp học, có tiếng gì rào, rồi bật lên thành tiếng át cả tiếng mưa ngàn suối lũ. Bác đến rồi mọi người ơi, Bác đến rồi. Trong chiếc áo ướt sũng nước, quần sần đến quá đầu gối, đội nón lá, Bác hiện ra giữa niềm ngạc nhiên, hân hoan và sung sướng của tất cả mọi người. Về sau, anh em được biết, giữa lúc Bác chuẩn bị đến thăm lớp học thì trời đổ mưa to. Các đồng chí làm việc bên cạnh Bác đề nghị báo hoãn cho đến một buổi khác. Có đồng chí đề nghị tập trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của Bác. Nhưng Bác không đồng ý. Đã đến thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh thì biết đến khi nào. Thà để một mình Bác và một vài chú nữa chịu ướt, còn hơn để cho cả lớp học phải chờ uổng công. Câu chuyện như một viết cảnh trong bộ phim tư liệu, một bài học triết lý sâu sắc về sử dụng hiệu quả quỹ thời gian. Luôn hết sức tiết kiệm, không để lãng phí. Càng quý thời gian của mình bao nhiêu, Bác càng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Quỹ thời gian của con người là có hạn. Người ta có thể làm lại một cái nhà, một con đường, nhưng không thể lấy lại được một tích tắc thời gian đã mất đi. Chính vì lẽ đó mà thời gian còn quý hơn cả vàng bạc. Tiết kiệm thời gian là tiết kiệm thông minh và văn minh nhất. Mỗi người đều có thể tiết kiệm được thời gian của mình. Tuy nhiên, để thực hiện điều đó, chúng ta cần phải làm việc có kế hoạch cụ thể, chi tiết, làm việc ngăn nắp, gọn gàng,
giống như việc thầy cô chuẩn bị bài chu đáo trước khi lên lớp. Lên lớp phải đúng giờ, sử dụng hiệu quả giờ học. Cán bộ cần phải chuẩn bị nội dung tốt trước khi tiến hành tổ chức hội họp tiếp dân. Do đó, tiết kiệm thời gian của mình và mọi người. Xin chân thành